anh bú nè, nó lùa lại nè, lùa lại vú cho bú nè. Khôn mẹ khôn ghê ha, đỡ dậy anh dìu là cái vú cho bú nè, không à, đó nó bành này cho bú nè, không thấy không các bạn, cho nó ăn cám thôi, cho nó ăn trước. Anh mới đẻ hôm qua mà nhìn cứng nha cậu. Mới đẻ hôm qua mà nhìn cứng nha. Bộ bê vàng hực. Đâu có, lúc đầu nó vàng, từ từ nó đen. Kìa, để cho bò đi ăn về luôn, từ từ biết ăn nè. Đúng rồi, ăn ké từ từ biết ăn nè. Mới để ăn qua nhìn đã không? Mầm ba bê nè, anh bú nè, nó lùa lại nè, lùa lại vú cho bú nè. Khôn mẹ khôn ghê ha, đỡ dậy anh dìu là cái vú cho bú nè, không à, đó nó bành này cho bú nè, không thấy không các bạn, khôn hay không, để ăn bò đã không. Không, cái đó không được. Tới có nhậu không? Khô hả? Cậu cơ khô hả? Đực nè. Đực ngọc luôn chứ cái đâu. Không, lưới sao cái à? Lưới sao có hai cái? Lưới sao bơm kèm đi. Nó ba được rồi. Nó được không à? Còn nó được. Nó cỡ mà 10 ngày đủ lên á là nó bắt đầu bắt sữa lên á. Nó già, con này nó lớn rồi, nó cưng con thấy hương không? Mới đẻ hôm qua mà vậy là ngon rồi, cứng rồi. Vô cám thôi, cho ăn cám rồi đừng cho ăn kia. Cám muối. Ít cám thôi đừng nhiều, chừng tuần sau còn đổ nhiều. Tại biết sao không? Nó còn dơ, nó còn những cái chất dơ trong người á, mà có muối nó tống cho nó ra hết. Quan trọng là cỏ đó cậu. Quan trọng là cỏ. Sót luôn đít ra hết rồi, sót nhào sót ra hết rồi. Ừ, cũng không lớn đâu. Biết không lớn. Vậy. Có, nhưng mà con này chưa hết cơ bắp đâu, tại vì nó bò ta, mới đẻ chưa. Tháng mấy rồi đó, tùy cái gói. Không được nù. Nè, bú nó hương không? Nè. Bú nè, khôn không? Không bố, bởi vậy đừng cho ăn nhiều. Từ từ. Nó để rồi, cái anh đứng lên.
Mà con này nó đẻ không có dấu hiệu nha, tại sáng con ghé con thấy nó bình thường. Ờ sáng rồi con có ghé. Chiều quá chứ nào tao nghe nó té cũng ngày cái nó cá lần lần. Lên rồi nè. Kêu con liền đi. Ông đó anh chuyên nghiệp, anh thấy con cò con bò là anh thấy anh bể à. Không, anh không biết cột. Nó bò nó lên. Nè bú cái Hương không? Nhìn con bú cái Hương thiệt chứ. Vài bữa là mầm bú nù à. Ba bê mà. Vậy đừng cặp ba bê rồi, còn gì nữa. Này cậu, cậu thấy luồn không? Luồn con cho bú nè. Con thiệt chứ. Bò mẹ đủ lực. Bú thì bốn vú. Bốn vú luôn. Nó hết vú này bú vú kia. Không, con mẹ khôn lắm. Nó biết cái vú nào mà còn sữa đó. Nó lùa là vú đó cho bú. No rồi, no rồi nè. Chập mẹ con. Ồ chưa cho ăn hả? Cầu được hai con bạc hai bê ba bê được. Giờ hãy để ba bê kiếm mề không? Khỏi mua giống. Cậu kiếm sao mà được 5 con cái không? 5 6 cái. Cậu hết bên đây nuôi được. Sao đây xe đó đưa qua đây bắt cá đi. Rồi có đâu đưa qua đây đưa qua kia thôi. Chứ con nào bự thì đưa qua bự. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái con này móc con này dính nó gặp á. Không cái mình phải chuyên gọi không? Nuôi mình phải tính. Mình tao mình lật qua lật lại vậy. Mà bắt phải giống cho tốt. Đúng rồi. Con nó đẻ được ba bê là ngon đó. Nên là con nó tốt á. Đợt sau đổi chiến thuật bơm kem hết. Kem hết. Tao cái đợt tới đẻ cái em. Lần đầu á tao tin là con bò ta. Bỏ đợt. Để xong cái tao đi thằng ở dưới ngang nhân tay á. Tao đã kiếm phụ tinh bò Mỹ. Đẻ ra được Mỹ. Giờ là phó ra ba bê. Đẻ ra được ba bê. Ba đực à? Ba đực. Cấm luôn rồi, bò này đây đực. Bảy hả? Bảy. Cậu biết sao không? Đừng có vô sắc mì nó. Để cho ăn đi. Đừng có vô sắc mì biết sao không? Sắc mì nó nóng, sợ làm mẫu. Các bạn thấy không? Ba bê con mới xanh hồi chiều qua nè các bạn. Rất là dễ thương nha. Rất là đẹp. Thương không? Bò lớn. Bò lớn. Tại mới mà.